Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Mily cùng anh xã sẽ làm món bao tử khì nước dừa nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng vào bếp để mà thực hiện món bao tử khì nước dừa đây. Cả nhà, bao tử mình mua chợ Mỹ về rất là sạch sẽ nhé. Mỹ bán 1 pound 2 đồng 89 đây nè. Đó. Sạch sẽ không? Nó luộc sơ rồi đó. Đây, bao tử hay mua ở chợ Mỹ, không có dơ gì lắm đâu các bạn nhé. Họ đã trần sơ và sắc miếng nhỏ. Bây giờ mình chỉ cần cho vào ngâm nước muối, sau đó mình xả nước cho thật là sạch và để ráo trước khi mình ướp. Đây bạn, mình cho cái muối vô cái thau rồi mình sẽ xả nước, pha nước muối loãng. Ngâm bao tử nha. Just mix the basics of sauce water to soak the pork stomach. So after soak, and then wash, after wash, drain. Okay? Rồi mình để nó ngâm một tí, sau đó mình rửa sạch và để ráo trước khi ướp nhé. Nước nóng mà phả ngâm nó tí cho nó rã muối ra, nó sạch. Nhưng mà thật ra Mỹ nó làm rất là tinh tưởng, rất là sạch. Khi mà nó làm được cái bao tử mà nó ra được như vậy rồi là nó sạch lắm. Rửa xả ngâm nước tí xíu. Đây các bạn, cái này là cái đầu củ hành và tỏi. Bây giờ mình giã nhé, giã nát ra mình cho vào cái bao tử heo, mình ướp vào trong đó cho nó thơm. Ok, so these are garlics and green onions, but just the white part. Okay, so now I'm gonna smash them out and then pour them into the pork stomach. I'm gonna smash out, okay? Rồi bây giờ mình giã nát nhé. Rồi mình đã giã xong đầu củ hành và tỏi. Bây giờ mình đi ướp cái bao tử heo nha. Okay, so it has been done for smashing. Okay, now prepare to marinate the pork stomach. Đây, bao tử là mình ngâm nước muối. Sau khi ngâm nước muối, cái mình rửa sạch và đổ ra cái rổ, rổ như thế này để cho nó ráo này. Okay. Okay, so the pork stomach after soak in the sauced water and then wash and drain. It has been drained. And pour back to the big bowl for marinate. Nó đã ráo rồi, mình đổ vô trong cái thau. Và bây giờ mình cho gia vị vô ướp. Đây mình cho tỏi hành giả vô, nhưng mà mình nhớ trừ một tí để tí nữa mình trước khi mình khìa cái bao tử mình phi cho thơm rồi mới khìa nhé. Okay, so I pour the garlic and the green onions into the pork stomach, but I have to save some for stir fry before you braise the pork stomach. Rồi bây giờ mình bắt đầu nêm gia vị vô. Now we're gonna add seasoning in to marinate. We're going to add 5 spiced powder. Ngũ vị hương đây. Ít thôi, nhiều quá nó đắng à, chỉ có mùi thôi. Khoảng 1 muỗng cà phê. Xong rồi nước tương để cho nó có màu, với này ướp mùi nước tương nó mới ngon chứ không có ướp nước mắm. Seasoning soy sauce. Cái này mình ướp nghiêng về ngọt nha. Hơi ngọt. Với đường này mình mua đường ở trong quân hoặc là xài đường này cũng được. Trung quân mà mình xài đường này thì nó thơm hơn, nó giống nó đường thẻ mình, nó giống đường thốt nốt, nó giống mùi vị nước dừa. Cho nó nghiêng về ngọt nha bạn. Mình để một tí muối vô cho nó mặn mặn ngọt ngọt nhưng mà nghiêng về ngọt nha. Some sauce. Ok, rồi mình trộn. Rồi mình ướp để đó cho nó chảy nước. Đường, tan đường. Cho chảy đường rồi nó tan ra nước. Rồi sau đó khi mà mình thì mình bỏ tí nước màu vô cũng được.
cho nó chảy nước đi. Nếu mà nó chưa chảy nhiều thì mình nấu miếng nước sôi, mình để ngâm nó, xong mình vừa luộc cho nó rút hết nước là đúng luôn, là vừa luôn. Mình cho nước dừa, khi nước dừa thì nó ngon, không có nước dừa thì mình thêm nước ấm. Ok, bây giờ mình ướp nó vậy đi cho nó thấm khoảng mấy tiếng, tùy trên 2 tiếng là được rồi, bỏ vô tủ lạnh. Ok, bây giờ mình khìa đây, bỏ một tí dầu vô cho nó nóng, sau đó nãy mình bỏ tỏi với hành vô cho nó thơm nè, kiểu một phi lên gì đó. Khi mình phi hành với tỏi cho nó thơm một tí xíu, cũng không cần cháy quá rồi mình khìa cái này nó thành khét. Ok, bây giờ mình đổ cái bao tử vô nè, cái bao tử nãy giờ mình ướp nè, ha, mình bỏ bao tử vô. Ok, mình khìa cho nó, mình kêu như mình xào, chừng nào nó rút lại nó thấm vô tí xíu, sau đó mình mới đổ nước dừa vô nha các bạn. Đó, bây giờ mình xới cho nó đều. Cái này cũng không lâu đâu, tại vì bao tử này cũng đã làm chín rồi, nó trần sơ rồi, người Bắc gọi là trần, người Nam gọi luộc sơ rồi. Đây nè các bạn coi nè, mình khìa nó, bây giờ nó sập sập, nó thấm vô rồi, bắt đầu cả này thì mình bỏ nước dừa vô ha. Đây cái chai đấy, bịch nước dừa đây, ở Walmart có bán nha. Bạn nào có nước dừa tươi thì càng tốt. Mình không có, mình ở khu này, mình năm nay mình xài nước dừa này. Mình đổ vô cho nó ngập tí xíu, sau khi mình cứ để lửa riu riu rồi nó cạn lại là vừa. Mình đổ hết luôn. Ok các bạn coi nè, bây giờ kìa nước nó đã rút xuống rồi. Bây giờ mình muốn ăn mềm nữa thì mình để lâu, hoặc mình đậy nắp, còn mình ăn gì nó vừa tới, mình nhai nó giòn rụm. Mình lấy cái bao tử ra, cái nước này mình để đó, mình chan với bánh mì ăn cũng rất là ngon, coi như nước sốt, hoặc là chan vào xà lách hay gì đó, tùy theo mình. Ok, mình làm thành công thì các bạn cũng làm thành công nhé. Chúc các bạn thành công, và hãy đừng quên bấm like và share cho mình nhé. Đây các bạn, mình đã trưng bày ra một dĩa như thế này, bao tử khìa nước dừa nhìn rất là hấp dẫn. Mình thái lát nhỏ như thế này cũng vừa thôi, không có mỏng lắm. Và tí nữa mình chấm với tương ớt và tương phở. Đấy, mình chấm sốt này nhá. Và kèm theo một dĩa dưa leo, ngò và hành lá. Ok, family xin tạm ngừng cái video ở đây nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích cái video, xin nhấn cho family một like, share và subscribe. Đăng ký kênh để cập nhật video mới kế tiếp nữa nhé. Ok, rồi cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye.